Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin 24 giờ mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng sấm sét đùng đùng, lũ kinh hoàng đang truy đuổi người dân Trung Quốc. Thế nhưng, Đảng Cộng sản Trung Quốc của ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu ra rằng mọi người dân của Trung Quốc vẫn an toàn, tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc. Ngoài ra, ông Tập vẫn cho hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông để thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo South China Morning Post hôm qua cho biết, thần sấm và thần sét đang trút giận đang đánh sập mạng lưới điện của một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt không nước nở, nhưng mặt khác chính quyền của ông ta cũng đang bí mật cho tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm thần sét nổi giận trừng phạt Trung Quốc, đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 31 đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay, giờ địa phương, theo kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một điểm tin dự báo thời tiết, và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo là vẫn tiếp tục đổ dồn dập đổ xuống 29 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới, làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám rồi thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cảnh báo lên mức báo động đỏ, mức độ cảnh báo cao nhất. Lũ ống, lũ quét thì nâng lên mức độ 3, mức độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 lãnh thổ Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là còn có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ dáng được 15 phút, sau đó cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người. Vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon ngủ không yên. Tuy nhiên, hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ngoài Biển Đông, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này, thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta, và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay đổi tính nết. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời điểm ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như ngày hôm nay mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. Thế nhưng, một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp những điểm xấu đang xảy ra, thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông, uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ đánh nhau với một số nước ở khu vực biên giới. Những điều xấu xa biểu ở trên của phía Trung Quốc không biết là những tháng cuối năm của Trung Quốc phải giống xa giao, bởi nếu như người ta cho rằng không thay đổi tính nết, nhiều khả năng những tháng cuối năm của Trung Quốc sẽ bị lụi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây, tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn hành tinh hãy tài trợ tiền, vật chất cho Trung Quốc. bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây sáng cho Trung Quốc trong những tháng vừa qua. Ông Tập hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100% số tiền dành cho việc cứu trợ cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một số nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam, tài trợ 100.000 đô la Mỹ dùng để đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và sẽ được thả thủy vào cuối năm 2023. Số tiền này lấy ở đâu ra? Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những đồng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt, mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về mưa lũ của Trung Quốc khi một tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc, vào sáng ngày hôm nay đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa Đập Tam Hiệp, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn thể hệ thống con sông Trường Giang. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hồ chứa của Đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Tương Tử trong năm 2023. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 m3 trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Hiệp từng chứng kiến. 3 cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp được mở vào rạng sáng nay nhưng vẫn chưa đủ cho lưu lượng nước tràn vào. Vì thế, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng cửa xả mà con đập này đang mở là 7 và nó đang hoạt động hết công suất 24/24 giờ, nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và An Huy tránh bị ngập lụt nặng, bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị ngập chìm trong mực nước sâu tới 3 đến 4 mét. Hôm qua, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử, và khi nó vỡ, nó đã nhấn chìm một số làng mạc như nhiều ngôi nhà. Thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề, có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, tivi và rất nhiều đồ gia dụng khác đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ ra ngoài sông Dương Tử. Nhiều người dân đã chớp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoàng Hà, một trong những con sông lớn thứ 4 của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên nước của nước này, đã nâng mức ứng phó kiểm soát từ mức 4 lên mức 3, tức là mức báo động cao nhất. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn thuộc dòng chảy Hoài Hà lên tới 27 mét lúc 6 giờ sáng, và đó là một trong những lưu lượng nước đáng báo động. Cục Thủy văn Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ 4 của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mê Công. Nó có chiều dài khoảng 1.000 km, là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm tưởng con sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau nhưng thực tế nó là hai con sông riêng biệt. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 m3 trên giây. Lưu lượng nước tại sông tăng lên, mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa lũ kinh hoàng, và nước sông tại con sông Dương Tử, con sông Mê Công và sông Hoàng Hà đang tăng cao và diễn biến liên tục. Tới những tình hình trên, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Điểm tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.